liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chẳng có anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Cảm ơn em à. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay không có gì đặc biệt hơn và cũng là một ngày vui, một ngày trọng đại của team anh em tụi mình là Trung sẽ chính thức lên xe bông về nhà vợ nha các bạn. Thì hôm nay năm bót Màng Tang sẽ mặc sẽ rất là hoành tráng. Nói gì thì đây là cái dịp mà anh em thể hiện tình cảm với nhau, cũng như là qua sự việc này Quốc cũng cảm ơn Trung ngày xưa đã giúp Quốc có cơ duyên biến duyên đến cái YouTube này. Thì để trả ơn Trung thì hôm nay việc này thì Quốc cũng không cách nào để bày tỏ tấm lòng của mình. Thì qua clip này Quốc có thể làm những gì có thể. Cảm ơn Trung, cảm ơn Trung để giúp cho Quốc bén duyên ở ngồi YouTube này và để giúp Quốc rất nhiều trong cái con đường đam mê này. Thì không có gì hơn ngoài lời cảm ơn và những hành động nhỏ nhoi của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi đến đám cưới của Trung nha các bạn. Các bạn hãy cùng theo chân mình để mà đi đến dự cái đám cưới của Trung như thế nào nha các bạn. Có hoành tráng và ý nghĩa đến đâu nha các bạn. Doing crazy dreaming. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every mình là toàn mấy anh má chiến không nha bạn, chưa chồng nhưng mà cả mẹ đứa 4 đứa con rồi. Chưa chồng nhưng mà mẹ 4 đứa con. Bây giờ đứa con má hồng hồng là 4 đứa con nha. Mãi mãi hạnh phúc. dầu rưỡi hay cho chào khẩu tay ủng hộ à. Cháu Hoàng Phúc không có gì hơn gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị các quý một ngày mới sức khỏe và gặt hái nhiều thành công. Và một ca khúc Hoàng Phúc muốn gửi đến cho tất cả quý vị khách quý được thưởng thức, một ca khúc rất kỳ là sôi động nằm trong album của Trần Tâm, ca khúc được mang tên Hãy Đến Với Anh. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Cỡ bơ từ từ em nhớ anh Trung theo theo từ từ Trung chỉ một rất rất và anh ấy chưa còn lại em đã từng có vì anh chưa em chưa từng vì anh đã chỉ cần em cứ biết yêu em đâu 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 không một ai sao vậy? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of it. xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị khách quý và bạn bè quán ngủ dòng xe. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn về bác đặc biệt là đại diện hai gia đình của chủ hương. Kính thưa quý vị các chị và các bạn, và tôi được xin thay mặt cho ban tổ chức mà hội thay mặt cho những vị khách quý có mặt tại buổi tiệc cưới hôm nay thay lời muốn nói chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay quý vị và các bạn đã bỏ chút ít thời gian quý báu cùng đến chung vui với hai nhân vật chính tuyệt vời này. Bởi rằng món không lan mà quý vị đang nhận thấy xin cả cuộc đời. Bàn tay em gia tài để nhỏ nào cha bao cả cuộc đời. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Tiếp nối của chị và cô dâu và chú rể tiến qua cánh phải của lễ ngài hai triệu sa man tiếp tục buổi lễ. Xin mời. Và mãi mãi mai sau. Lòng cho cả đó rượu đồng chung hút mẹ cha ơn sâu nghĩa nặng như đại đông. Cha mẹ trời ơi, bây giờ đến cha mẹ vợ ơi, vâng hãy chúc phúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Ngày nào hôm nay lấy hôn chuyện là đi đến thời gian. Kính thưa quý vị và bây giờ Đặng Thành cùng với Thanh Sơn xin mời tất cả quý vị đã hiện diện hôm nay, mỗi người vươn lên một ly nha. Vâng, với ly rượu sâm ban của cô dâu và chú rể canh đây, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nâng ly và chúc mừng cho họ trong năm hạnh phúc. Xin mời cùng nâng ly cùng chúng ta. Happy New Year. Cách Quốc Màng Tang. Giấu tay. Quý vị và các bạn ơi, gương mặt nóng em trên YouTube. Thì không có gì hơn thì nói chung cũng cảm ơn Trung người đã đưa đến tuyến duyên đến YouTube. Và hôm nay có cái điều không nói gì hơn thì Viên Anh tặng cho em một chiếc nhẫn coi như là trăm năm hạnh phúc, chúc hai vợ chồng thương ái và bạn đã có. Cảm ơn em cùng đặt tình đến với Nam YouTube năm hai của em sẽ thôi cho mẹ mãi. Mọi người đi cưới cho con Quốc Màng Tang nha. Dạ, xin cảm ơn Quốc rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin cảm ơn hai cô dâu. như gió với mây em. Mọi người cùng lắng nghe ạ. Em muốn đâu anh yêu em cho đi đâu. Anh yêu em cho đi đâu. staying up and